Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 19 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, đại thảm họa tiếp tục đổ lên đầu Trung Quốc bằng những trận động đất mạnh lên đến 7,9 độ Richter, kèm theo mưa bão, lũ lụt sạt lở đất liên tiếp xảy ra trong những ngày vừa qua, không ngừng nghỉ, khiến cho nhiều nơi được cho là xinh đẹp nhất của Trung Quốc bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Thưa quý vị, truyền thông nhà nước Trung Quốc sau bao ngày im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên, vào tối ngày 18 tháng 7, truyền thông của đất nước này đã buộc phải công khai một sự thật, rằng mưa to đã làm ngập lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở, cộng thêm động đất sóng thần đã nhấn chìm và cuốn trôi nhiều địa điểm được cho là xinh đẹp và tuyệt vời nhất của Trung Quốc, đó là Tứ Xuyên và Hồ Nam. Ngoài ra, lũ trên các sông ở thượng nguồn đổ về đã gây ra cảnh ngập lụt trầm trọng ở một số địa danh nổi tiếng, đặc biệt là Phượng Hoàng Cổ Trấn, một trong những địa danh có niên đại lên đến 2.000 năm tuổi, nổi tiếng ở Trung Quốc và trên thế giới. Nhưng ngày 18 tháng 7, nó đã bị lũ lụt nhấn chìm dưới biển nước. Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV còn cho biết thêm, sau bao ngày chịu đựng những cơn mưa lớn kéo dài không dứt, sông Dương Tử hay còn được gọi là sông Trường Giang, hôm 18 tháng 7, lần đầu tiên trong lịch sử, phải ra thông báo Đại Hồng Thủy số 4, tức là trận lũ số 4 trên sông Trường Giang. Con sông lớn nhất của Trung Quốc đã hình thành lũ vào 2 ngày trước đó. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc còn mô tả chi tiết như sau. Mực nước trên sông Trường Giang đang vượt mức báo động đỏ lên đến 5m, tốc độ dòng chảy trên con sông được công bố là 50.000 mét khối trên giây, một trong những tốc độ dòng chảy lớn nhất thế giới. Hiện nhiều tuyến đê bao trên sông này đã bị vỡ, khiến cho lượng nước tràn đê khá nhanh, ngập toàn bộ các tỉnh như là Tứ Xuyên, Hồ Nam, khiến cho khu danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Trung Quốc có tên là Cổ Trấn Phượng Hoàng đã bị nhấn chìm trong nước lũ, thiệt hại là hiện tại không thể đong đếm được bằng tiền. Và theo các nhà quan sát cho biết, trên thế giới chưa có một đất nước quốc gia nào cứu giúp Trung Quốc không phải là vì tính chất nhân đạo mà là do cách sống, cách đối nội, đối ngoại của người đứng đầu chính phủ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình. Trong thời gian qua, đã làm cho thế giới mất lòng tin vào đất nước này. Các nhà quan sát cho rằng, chỉ cần nhìn vào 14 nước láng giềng với Trung Quốc thì nước này đã ghi gây gổ, gây hấn, dùng vũ lực xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải đến 13 nước xung quanh, thì thử hỏi rằng có nước nào muốn giúp đỡ Trung Quốc đây? Thử hỏi rằng ai, đất nước nào dám kết thân và chơi với cả Trung Quốc nữa hay không? Đó chính là nguyên nhân vì sao Trung Quốc đang gặp hoạn nạn nhưng không một ai, một nước, một quốc gia nào ra tay giúp đỡ Trung Quốc. Bởi vì họ lo ngại rằng giúp đỡ Trung Quốc xong họ lại quay ra hãm hại thì biết phải làm sao đây. Thương thì có thương đó, thương cho những người dân vô tội. Những người dân vô thường vô phạt từ Trung Quốc đã và đang phải gánh chịu những thảm họa mà họ không đáng phải gánh nhận. Thế nhưng chỉ biết cầu mong cho họ ai qua nạn khỏi qua kiếp mưa bão lũ lụt năm nay mà thôi. Kính thưa quý vị, trận lở đất mới nhất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc vào đúng sáng ngày 19 tháng 7 làm dấy lên lo ngại có thể xảy ra sạt lở đất và làm trầm trọng thêm tình hình của đập Tam Hiệp. Cơ quan khí tượng Trung Quốc phát ra cảnh báo mới, tiếp tục xảy ra trận động đất thứ hai mạnh dần khắp Trung Quốc. Đây là mức đánh dấu ngày thứ hai cuối tuần liên tục. Thêm vào đó, trận động đất xảy ra vào sáng ngày 19 tháng 7 tại khu vực phía trên đập Tam Hiệp. Cụ thể, vào lúc 4 giờ 8 phút rạng sáng ngày 19 tháng 7, một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên, ở độ sâu 18 km. Theo Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, huyện Nhược Nhĩ Cái nằm ở thượng nguồn đập Tam Hiệp và khu vực cực bắc của châu tự trị dân tộc Tạng chạy qua tỉnh Tứ Xuyên. Dù cường độ có trận động đất không lớn lắm, nhưng độ sâu nông của động đất trong bối cảnh có mưa lũ nặng nề ở khu vực phía tây nam Trung Quốc dẫn tới lo ngại về nguy cơ sạt lở đất. Cũng theo Taiwan News vừa đưa tin trực tiếp và cảnh báo mưa lớn từ 8 giờ ngày hôm 19 tháng 7 đến 5 giờ chiều cùng ngày đối với phía Nam Giang Hán, phía Tây và Nam Hạ Giang, phía Bắc Giang Nam, miền Trung Vân Nam, phía Nam Quý Châu, Hồ Bắc An Huy, phía Bắc Hồ Nam và Đông Bắc Giang Tây. Trong vài ngày qua, lũ lụt nặng nề đã được ghi nhận ở cả phía trên và dưới đập Tam Hiệp, trong đó có cả thành phố Nghi Xương, cách đập Tam Hiệp 40 km và Phượng Hoàng Cổ Trấn.
Trước đó, từ cuối tháng 7, trên mạng Internet của người dùng Trung Quốc đã có một số cảnh báo về nguy cơ vỡ đập Tam Hiệp nếu xảy ra động đất. Một người dùng mạng Trung Quốc nói rằng lũ lụt ở Trung Quốc năm nay đang vượt xa đợt lũ lụt năm 1998, đồng thời dự đoán rằng nếu động đất xảy ra ở thượng nguồn sông Dương Tử có thể sẽ khiến một trong những con đập nhỏ hơn bị vỡ. Người này cảnh báo nếu điều này xảy ra có thể dẫn đến hiệu ứng domino, đập vỡ dẫn tới những con đập khác cũng vỡ theo. Và bản thân đập Tam Hiệp sẽ chịu một sức ép khủng khiếp không thể xem thường vì trận động đất sáng ngày 19 tháng 7 lên tới 6,5 độ Richter và được các chuyên gia xác nhận là di chấn của siêu động đất 7,8 độ Richter ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc cách đây hơn 4 thập kỷ. Sự ảnh hưởng này cũng như trận động đất 6,2 độ Richter không thể xem thường được. Tờ tin tức Bắc Kinh, những thông tin được một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc cho biết. Người dân không cần quá lo lắng về trận động đất này, có thể nói là một dư chấn của năm 1976. Một trận động đất lớn hơn 5,0 độ Richter khác không thể xảy ra trong khu vực trong thời gian ngắn. Lưu Duy, phó lãnh đạo trung tâm mạng lưới động đất Trung Quốc nêu trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh chiều cùng ngày, Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,8 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Ông cho biết, tâm chấn trận động đất cách tâm chấn trận động đất năm 1976 là 28 km, nằm trong vùng di chấn và được gọi là một vụ dao động bình thường. Vùng di chấn động đất Đường Sơn năm 1976 với trục dài 140 km bao phủ một số khu vực ở Thiên Tân và Hà Bắc, nhưng Bắc Kinh không nằm trong vùng này, ông Lưu Di nói. Theo nghiên cứu quốc tế về động đất, kết cấu địa chấn cũng làm chậm việc hình thành, di chấn sẽ ngày càng tích lũy năng lượng của trận động đất Đường Sơn năm 1976 đã mất hàng ngàn năm, do đó các di chấn của trận động đất có thể kéo dài hàng chục năm là chuyện bình thường. Tần suất và cường độ của di chấn trận động đất sẽ giảm dần theo thời gian, chuyên gia Lưu Di cho hay. Kính thưa quý vị khán giả, sáng nay cơn bão số 4 đã đổ bộ vào các khu vực ven biển Đông Cảng Liêu Ninh. Theo báo cáo, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào khu vực Đông Bắc của Trung Quốc kể từ năm 1949. Đài quan sát khí tượng Trung Quốc đã ban hành cảnh báo màu đỏ vào sáng nay. Đây cũng là mức cảnh báo bão cao nhất. Sức gió lớn vùng gần tâm bão đạt cấp 15, khoảng 58 m/s. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, Liêu Ninh cho biết, sáng ngày 19 tháng 7, thành phố này đã đóng cửa các trường học danh lam thắng cảnh. Cục đường sắt Thẩm Dương đã tạm dừng hoạt động 108 chuyến tàu khách. Hiện các vụ thu hoạch như ngô, đậu tương, lúa ở vùng Đông Bắc đã gần chín. Siêu bão số 4 sẽ gây ra thiệt hại rất lớn cho nông nghiệp địa phương. Đại Liên là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cơn bão này. Vào sáng ngày 19 tháng 7, ba cảnh báo đỏ đã được đưa ra liên tiếp và các hoạt động bình thường của thành phố đều bị tạm dừng lại. Theo báo cáo, đã có mưa bão lớn từ 200 đến 250mm ở các khu vực miền Trung và Đông Hắc Long Giang, hầu hết Cát Lâm, Liêu Ninh và Đông Nam Nội Mông. Đài dự báo Đại dương Quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo sóng màu da cam. Từ trưa ngày hôm qua đến trưa ngày hôm nay, một cơn sóng khổng lồ cao từ 8 đến 12m sẽ xuất hiện ở Hoàng Hải và một cơn sóng cao từ 4 đến 6m sẽ xuất hiện ở khu vực phía Bắc của biển Hoa Đông. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy bão số 4 đổ bộ vào Liêu Ninh với sức công phá đáng kinh ngạc và là cơn bão mạnh nhất ở Đông Bắc Trung Quốc trong 73 năm qua. Gió mạnh cuốn theo mưa lớn khiến các thành phố ven biển và vùng nông thôn phải kích hoạt chế độ quan sát biển lập tức ở khắp nơi. Cơn bão đã tấn công Doanh Khẩu, Liêu Ninh và gây ra một cơn lốc xoáy. Các tòa nhà và vật thể bị phá hủy bởi gió lật tung lên trời. Trước đó, theo thông tin từ trang web thời tiết của Trung Quốc, Đài quan sát khí tượng Trung ương đã phát đi cảnh báo mưa bão màu vàng vào lúc 6 giờ sáng ngày 19 tháng 7. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 19 tháng 7, tâm bão số 4 ở vào vùng biển phía bắc biển Hoa Đông, Đông Hải, cách biên giới Trung Quốc và Triều Tiên khoảng 1.220 km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 13, khoảng 40 m/s. Áp suất không khí thấp nhất vùng gần tâm bão là 960 HPA, bán kính gió mạnh cấp 10, khoảng 110 km và bán kính gió mạnh cấp 12 và khoảng 70 km tính từ tâm bão. Dự báo bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10 km/h, cường độ tiếp tục gia tăng, cấp bão mạnh nhất có thể lên tới 45 đến 50 m/s, giật cấp 14 đến cấp 15. Đến sáng nay, bão sẽ di chuyển vào khu vực phía nam biển Hoàng Hải, tiếp cận khu vực Tây Bắc bán đảo Triều Tiên và Duyên Hải, bán đảo Sơn Đông. Theo dự tính, bão sẽ đổ bộ vào khu vực phía Tây Bắc Triều Tiên đến phía đông Liêu Ninh vào sáng ngày 20 tháng 7. Có thông tin cho rằng bão đổ bộ vào phía Bắc
thường sẽ dễ xảy ra thảm họa hơn cho miền Bắc Trung Quốc vì người dân miền Bắc Trung Quốc chưa có kinh nghiệm phòng chống bão. Và bão di chuyển theo hướng Bắc sẽ gặp không khí lạnh, sẽ xuất hiện mưa rất lớn hiếm thấy. Bão thường đổ bộ vào Liêu Ninh nhiều nhất vào tháng 8. Theo báo cáo, đã có 9 cơn bão đổ bộ vào Liêu Ninh kể từ năm 1949. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất cơn bão Haiyan năm 2021 là đổ bộ trực tiếp vào Liêu Ninh. Nếu bão số 4 cũng trực tiếp đổ bộ vào Liêu Ninh, thì bão số 4 năm 2023 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất trong 73 năm qua. Tài khoản Weibo người yêu thích khí hậu Trung Quốc đã phân tích liệu bão số 4 có trở thành cơn bão mạnh nhất ở Liêu Ninh hay không. Chúng ta cần chú ý xem nó đổ bộ vào Triều Tiên trước hay đổ bộ thẳng vào Liêu Ninh. Nếu bão đổ bộ vào Triều Tiên trước, sức mạnh của bão sẽ suy yếu bởi những ngọn núi của Triều Tiên. Nếu trực tiếp đổ bộ vào Liêu Ninh thì cường độ của cơn bão có thể sẽ phá vỡ kỷ lục. Ngoài ra, từ 8 giờ sáng ngày 19 tháng 7 đến 8 giờ sáng ngày 20 tháng 7, vùng biển phía Bắc Đông Hải và phía Nam Hoàng Hải có gió mạnh cấp 8 đến cấp 11. Vùng biển lân cận gần tâm bão đi qua có sức gió đạt cấp 12 đến cấp 15, giật cấp 16 đến cấp 17. Theo dự tính, 3 ngày tới, do ảnh hưởng của bão số 4 và các hệ thống đám mây xung quanh, một số khu vực như Giang Tô, Sơn Đông, Đông Bắc Trung Quốc và phía Đông Nội Mông sẽ có mưa lớn đến mưa cực lớn. Theo các video trực tuyến, trận mưa lớn xảy ra ở Thẩm Dương, Liêu Ninh vào sáng ngày 19 tháng 7 đã khiến các con đường đô thị bị ngập, xe cộ bị chìm trong nước. Bão số 4 đổ bộ Triều Tiên đối mặt nguy cơ xảy ra thảm họa phóng xạ, cơ sở hạt nhân lớn nhất Triều Tiên Yongbyon đã bị lũ lụt đe dọa. Mưa lớn có thể khiến chất thải phóng xạ rồi rỉ ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt địa phương, đe dọa đến sức khỏe người dân. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh bão số 4 sẽ mang theo mây hoàn lưu vào Hàn Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, mang đến những cơn mưa xối xả và gió mạnh đến khu vực. Trước đó, bán đảo Triều Tiên đã chịu ảnh hưởng từ một đợt mưa kéo dài, tạo ra nhiều trận lụt và sạt lở. Theo Express, với tốc độ tối đa 250 km/h, bão số 4 được xếp vào loại bão có cường độ siêu mạnh. Dự báo bão số 4 sẽ trở thành cơn bão mạnh nhất thứ tư trong hệ thống bão 4 cấp bậc, với sức gió tối đa lên đến 220 km/h. Trang tin chuyên về Triều Tiên cho biết, rủi ro lớn nhất đối với các lò phản ứng hạt nhân tại đây là việc các nhà máy bơm và đường ống bị hư hại. Trang tin chuyên theo dõi Triều Tiên đã nhận các bức ảnh chụp vệ tinh thương mại cho thấy lò phản ứng hạt nhân ở đây dễ bị tổn hại như thế nào trước hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Yongbyon là nơi đặt nhiều lò phản ứng hạt nhân, nhà máy tái thiết nhiên liệu và cơ sở làm giàu uranium. Theo một số chuyên gia, khu vực này đóng vai trò quan trọng trong chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Báo cáo cảnh báo lấy ví dụ, khi các lò phản ứng đang hoạt động, nếu không thể duy trì việc làm mát thì sẽ buộc phải ngừng vận hành. Mỏ uranium có thể sẽ bị ngập nước và tồn tại nguy cơ chất thải phóng xạ xâm nhập vào môi trường và thậm chí vào nước uống của người dân. Ông Oli Hennonen, người đứng đầu nhóm an ninh của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc IAEA cho biết, có những hồ nhân tạo lớn trữ nước thải phóng xạ, nhưng chúng tôi không biết chúng được thiết kế tốt đến đâu, liệu chúng có thể chống chọi với một số trận mưa lớn. Liệu có khả năng mưa sẽ rơi xuống những hồ nước thải lộ thiên này khiến nước tràn ra ngoài, chất thải phóng xạ do đó sẽ thấm vào môi trường xung quanh, nguồn nước ngầm, rồi cuối cùng đổ ra sông hoặc vào nước của người dân. Nếu điều đó xảy ra thì ảnh hưởng rất lớn. Viễn cảnh này tương tự sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima do thảm họa sóng thần vào Nhật Bản gây ra năm 2011. Ông cho biết nếu mưa lớn tiếp diễn, hai hồ nước thải phóng xạ sẽ có nguy cơ bị trào. Ông Hennonen cũng cảnh báo tình trạng thiếu thốn cơ sở hạ tầng chất lượng cao của Triều Tiên cũng là một vấn đề. Ông nói, có một điều mà mọi người cần phải ghi nhớ, việc xây các tòa nhà ở Triều Tiên tiêu chuẩn của chúng không tiên tiến như của chúng ta. Ví dụ, như khi mưa lớn, tại một số cơ sở, nước có thể tràn xuống hầm do tầng hầm cách ly kém. Vì vậy, đây có thể là một vấn đề đang diễn ra tại một số cơ sở hạt nhân. Chúng ta không nhìn thấy nó bị ảnh hưởng vì ảnh chụp vệ tinh không hiển thị. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!